Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 12 tháng 2, ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu cho biết ông đã cùng Sở Xây dựng tỉnh lập đoàn kiểm tra sau khi có thông tin kính ở khu du lịch cầu kính rồng mây bị nứt vỡ. Cụ thể, ông Kháng cho biết qua kiểm tra vết nứt vỡ là có thật, xong đây là cách tạo hiệu ứng cảm giác mạnh. Tầm kính được thêm vào từ khi cầu kính bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, kích thước nhỏ nằm ở góc khuất gần thang máy nên không nhiều du khách để ý. Cầu kính an toàn đã được sở xây dựng nghiệm thu trước khi phục vụ khách du lịch. Đoàn kiểm tra yêu cầu khu du lịch treo biển bổ sung nhân sự hướng dẫn du khách, không nhảy, đứng lên chụp ảnh tại đây và phải thay tấm kính mới trong thời gian sớm nhất. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục liên hệ làm việc với du khách. Chủ đầu tư cam kết sẽ thay thế tấm kính trong vòng 10 ngày tới. Theo lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất thì Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn đón du khách nước ngoài từ ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, khách quốc tế khi đến với Việt Nam thì sẽ phải mua bảo hiểm y tế có nội dung chi trả cho điều trị COVID-19 ở mức tối thiểu là 50.000 đô la Mỹ. Cụ thể từ tháng 1 cho đến hết tháng 3 mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, các địa phương đã tiêm bao phủ mũi 3 vùng xanh cho phép được đón khách du lịch. Xét nghiệm tại cơ sở lưu trú, khách du lịch có thể đến các vùng cho phép đón, hoặc không phân biệt khách nội địa với khách quốc tế và không hạn chế thời gian đi du lịch của khách. Giai đoạn 3 từ ngày 31 tháng 3 sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất một số quy định áp dụng đối với khách quốc tế, đó là tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, được công nhận ít nhất 14 ngày trước khi nhập cảnh, hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian không quá 6 tháng, tính đến thời điểm nhập cảnh. Xét nghiệm RT-PCR âm tính COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi xuất cảnh và phải mua bảo hiểm y tế có nội dung chi trả điều trị COVID-19 ở mức tối thiểu là 50.000 đô la Mỹ.